vô cùng tuyệt đỉnh luôn, tuyệt vời. Em rất là mong chờ. Em rất là háo hức ạ. Từ khi xem trận đấu cuối của Việt Nam thì em thấy rất là cảm giác ra mình rất là khác khi là thấy Việt Nam là chiến thắng. Em rất là mong chờ được thấy được và bóng ấy được trở thành một huyền thoại của Việt Nam. Bây giờ chú gần 60 tuổi mà chú phải chờ đợi một lần. Và nhiều khi mà mình có chết cũng vui đó. Nếu mà Việt Nam thắng trận thì chắc có lẽ là em sẽ nghỉ học để đi bảo. Trận nào là Việt Nam mà chiến thắng là chú không đi cổ vũ, chú cũng phải đi bảo á. Cái bình ở trong nhà hàng mình á ra đập thỏ. Em sẽ đi bảo. Em sẽ đi bảo. Em sẽ mặc áo quốc kỳ. To ở Mũi Nghệ Tư, hồ to Việt Nam vô địch. Trời ăn mừng, nó dẫn bà sẵn đi ăn rồi. Reo hò cùng bạn bè, cũng có thể là hòa vào bão để đi chung vui với mọi người luôn. Rất là mong là đội tuyển của mình sẽ chiến thắng. Chúc cho đội tuyển mình chiến thắng. Để chúc mọi người mình hãy tiến lên và để động lực kết quả. Em chúc thế hệ U23 năm nay đạt được thành công hãnh diện cho Việt Nam của mình. U23 cố lên, U23 hãy tiến. U23